những góc khuất của cuộc đời, những mảng tối của xã hội loài người đã làm cho tâm tính nhân loại ngày càng bước dần vào sự chết chóc, tan thương, hủy hoại mầm sống trên chính bản thân mình. Bóc tách những mảng bám bị hoang ố theo thời gian, gốc rêu phong ngày đó dừng trở lại nơi câu chuyện, chuyện kể đêm phía. Tuần này kính mời quý bà con cô bác hãy đi với chuyên gia kể chuyện trinh thám Mr. Bia Bụng Bự, giáo sư Hạ Hồng Sơn. Nói không phải nịnh chứ, câu chuyện xảy ra cách đây là cũng khá lâu rồi. Mà nó không phải xảy ra ở tại Việt Nam, nhưng mà nó cũng phải xảy ra ở tại Việt Nam. Nói một hồi là lòng vòng nó cũng về Kỳ Đồng mà. Thôi vô công việc chính luôn. Bây giờ thì xin mời quý vị đi qua câu chuyện cùng với giáo sư Hà Hồng Sơn, biệt danh Mr. Bia Bụng Bự. Alhambra, Los Angeles, buổi chiều ngày 5 Tây tháng 8 năm 1983. Cậu bé người Mỹ gốc Việt 16 tuổi tên là Kevin trở về nhà ở đường North Fifth sau giờ học. Bước vào nhà thì Kevin sững sờ. Mẹ của cậu ta đang nằm trên vũng máu, ở cổ còn cắm một con dao. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc. Theo điều tra và lời khai của các nhân chứng thì cảnh sát đã xác định được nghi phạm Ninh Kim Nguyên, nam giới 25 tuổi. Ninh Kim Nguyên, nam giới 25 tuổi, là người Mỹ gốc Việt, người quen của nạn nhân Khuyên Thị Bùi, 38 tuổi, nghi phạm từng nhận bà Khuyên làm mẹ nuôi. Nạn nhân bị đâm 9 nhát, cú đâm cuối cùng là ở cổ. Hung thủ không cần rút dao ra vì có lẽ biết nạn nhân đã chết. Động cơ giết người được xác định là để cướp một số kim cương có giá trị khá cao của bà Quyên. Một cuộc truy nã gắt gao nhằm vào nghi phạm được diễn ra với quy mô lớn nhưng không có kết quả. FBI quyết định phát lệnh truy nã đỏ. Tuy nhiên, nghi can nên Kim Nguyên bỗng dưng bốc hơi khỏi nước Mỹ, rồi vụ án đã đi vào quên lãng. Sài Gòn năm 1993, một ngày cuối năm giáp Tết, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt. Người này được công an dẫn giải tới để chữa trị vết thương ở bụng. Hồ sơ bệnh nhân ghi nhận rằng Giang Minh, nam giới 35 tuổi, quốc tịch Đài Loan, tự dùng dao rạch bụng, vết thương không mấy nghiêm trọng nên sau khi phẫu thuật cũng không cần đưa vào phòng hậu phẫu riêng. Khi mà Chợ Rẫy lúc nào cũng quá tải, Giang Minh đã được nằm trong phòng tập thể với một cái còng tay dính vào giường. Không cần chờ lành để cắt chỉ vết thương, vài giờ sau khi phẫu thuật, Giang Minh cũng đã bốc hơi biến mất. Lúc này người ta mới biết Giang Minh chính là Ninh Kim Nguyên, kẻ nghi phạm giết người 10 năm trước ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Y đã bị công an Việt Nam bắt giữ theo lệnh truy nã của Interpol. Và một lần nữa, y đã biến mất như có phép thần thông. Vụ án Giang Minh, Ninh Kim Nguyên, Giang Minh lừa đảo ở Việt Nam, chắc có lẽ các bạn ai cũng đã biết.
tôi chỉ xin tóm tắt lại thôi. Sau khi hắn đã bốc hơi khỏi bệnh viện Chợ Rẫy vào năm 1993 thì Ninh Kim Nguyên Giang Minh trốn thoát sang Campuchia, mai danh ẩn tích, né Interpol. Và vài năm sau đó, năm 1997, Ninh trở lại Việt Nam với cái tên Giang Minh và ra tay làm một cú ngoạn mục. Hắn làm quen với một nữ diễn viên ăn khách lúc bấy giờ là Diễm Hương, hứa hẹn yêu đương tùm lum. Trước đó, Minh đã tạo một vỏ bọc là một doanh nhân giàu sang, tiền bạc thì bao la, khiến mấy bà luôn bán hột xoàn rất nể phục. Có bà còn nhận Minh làm con nuôi như bà Cẩm Loan. Ngày 20 tháng 7 năm 1997, Minh tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng trong một khuôn viên của khách sạn New World Sài Gòn. Trước đó, Minh đặt mua của bà Loan một số hột xoàn để nhân tiện cầu hôn Diễm Hương trong sinh nhật của mình. Bữa sinh nhật, khách khứa tới rất đông, có cả bà Loan với túi hột xoàn đem giao cho Duong Minh. Lúc sắp cắt bánh sinh nhật, Minh đề nghị bà Loan đưa hết hột xoàn cho mình để cho Diễm Hương lựa. Cô thích cái nào tôi mua cái đó, thích hết thì tôi mua hết luôn. Minh cầm cái túi hột xoàn từ tay bà Loan xong, tự nhiên y cũng đã bốc hơi luôn. Y như những lần trước đây, báo hại cả bữa tiệc, chờ đến mấy tiếng đồng hồ rồi mạnh ai nấy về. Sau vụ này, Doan Minh trốn sang Campuchia. Hắn lãnh thêm một lệnh truy nã quốc tế nữa từ công an Việt Nam. Vài tháng sau đó thì Doan Minh bị cảnh sát Campuchia bắt và dẫn độ về Việt Nam. Lần này không bốc hơi nổi là đành cam chịu án tù 14 năm về tội lừa đảo. Tháng 10 2008, Doan Minh ra tù, sau đó bị dẫn độ sang Mỹ vì vụ án giết bà Khuyên Thị Bùi hơn 30 năm trước. Còn ở nơi đây, nỗi đau của Diễm Hương, một nữ diễn viên đang ở trên đỉnh cao danh vọng, bỗng nhiên rớt xuống vực thẳm. Diễm Hương mất hút trong nỗi đau, dù rằng cô không có lỗi gì cả. Năm 2000, cô kết hôn và theo chồng định cư ở Canada, chấm dứt cuộc chơi màn bạc. Cô là một người có lòng tự trọng hơn nhiều kẻ tự nhận là nghệ sĩ khác. Đã qua rồi thời kỳ Việt Kiều được xem như là một nhãn mác để mê hoặc các người đẹp. Tuy nhiên, vẫn có những Việt Kiều có tiềm lực thực sự, chứ không phải như gã Doan Minh ngày đó. Chồng của cô, người đẹp nổi tiếng Đỗ Thị Hải Yến là một ví dụ. Nàng Paul đã gặp một đại gia thực thụ là Việt Kiều. Sau hôn nhân, nàng đã bỏ showbiz để lo cho chồng con Kevin Tai Lam. Chồng của cô Hải Yến, một đại gia ngành công nghiệp gỗ, đã rất chân thành với một nữ diễn viên nổi tiếng không thua gì Diễm Hương xưa kia. Anh Kevin chơi điệp đàng hoàng hơn rất nhiều so với John Min, kẻ đã giết mẹ anh 36 năm trước ở Alhambra. Âu cũng là một định mệnh.